Biết con này gọi là mình nghĩ là theo mình nghĩ á, lâu giờ mới thấy con này đẹp màu này. Ủa màu này nó dáng ói mà anh, màu chrome à? Dáng chrome. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn á. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật một cái lô xe mới về cho anh chị và các bạn luôn. Từ dòng Tay Côn tới Tay Ga này. Đó, đủ các dòng luôn, SH có đủ nha mọi người. Ẹt cũng nhiều nha. Đó. Thì anh chị mình xem muốn mua thì mình đến số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có Thắng nha mọi người. Thắng vô hỗ trợ giới thiệu mọi người ha. Đó, xe này chạy lại kia để rửa luôn. Nhưng mà để giới thiệu luôn đã. Rồi, ok. À, xin chào toàn thể anh chị em. Đó, ngày nào cũng thế. Xe về rất là nhiều. Nhưng mà cũng Tết đến nơi rồi. Anh chị em nào cần mua sắm thì cứ ghé xuống năm cái tiền của anh nhá. Thì gọi luôn. Xe Tay Ga, xe số, xe cùng tay, xe giảm rất là nhiều. Hôm nay ở đây thì lúc chung là cái tô này nó mới về đây thì con này nó chưa rửa đâu, nhưng mà này chưa rửa đâu mọi người, nhưng mà máy móc bao ngon nha mọi người. Con này đi, con Winner này đi. À, Winner mới về luôn hả? Thì số 47 này. Đúng rồi. Dạ, em ở Di An, Bình Dương. Đây, con này là 2019 nhé. Dạ, lát nữa em gọi lại cho chị nhé. Em đang đâu ạ? Dạ, đi ở đâu ạ? Còn chị ơi, 39.900, hồng trắng. Có một, còn có một màu trắng, em là giá đi được đó. Winner V1 màu đen nhám, biển số 47. Con này là mới về. Số 5 Lý Thường Kiệt. Con này giá nhiêu anh? Con này giá là 26.900. Cái gì nhỉ? Chị hỏi 26.900 cho em mới về. Rồi, tiếp tục nè mọi người, đây là một con Vespa, con này đẹp lắm nè, nó bụi thôi mọi người, nó chỉ bụi thôi. Dạ. Đó, mọi người xem á. Em hết rồi, còn có một con màu trắng ạ. Dạ, dạ. Nó bụi quá chứ còn đẹp lắm. Thì xem trên live đi, có gì thì em lấy thôi. Biển số 59 nha. Đó này, mình nhìn 9.900 ạ. Dạ. Sang tên thì thêm phí chị ạ. Thế đó mới có 3. Biển số 59 40648 nha. Con này giá nhiêu anh? Con này. Con này bán 15.900. À 15.900. Chị số 5 đường Lý Thường Kiệt, Thị An, Bình Dương. Thì từ ngã tư 550 và chị chạy vào thì chị gặp ngã tư Đồi Mồi là tới rồi. Qua ngã tư Đồi Mồi 20m thì em ở bên trái đường cặp hông đường dày ạ. Con này đời nhiêu anh? Con này á, con này đời 23. Dạ, giá là dạ. 20 hả? 15.900. À 15.900 hả? Rồi. Tiếp tục một con Basic. Ừ. Nhắn đi, trả lời tin nhắn. Basic nha mọi người, biển số nhắn qua đi. 55 luôn, biển số thành phố. Ồ, biển số đẹp này. Một đại chủ 9797 kìa. Con này thì nó là dòng ngày xưa là dòng đời đầu Thái ba cục. À Thái ba cục hả? Đó mọi người nhìn đẹp. Điện số 9797 à. Như này thì sơi lại bởi vì. Con này giá nhiêu anh? Con này thì bán cho anh chị em là 22.900. À 22.900 thôi. Biển số đẹp luôn, biển số thành phố luôn nha. 9797. 9797 hàng nhập ba cục.
chưa rửa thôi mọi người. Rồi con này nữa này mọi người. Nó mô tô cũng về mô tô nữa hả? Rồi con này là Ed màu đỏ nhám của 70 mẫu led ba khoang này thì vừa rồi là gần như là cháy hàng. Cái này mới về lại thôi. Phục vụ anh em. Con này 31.900 nhá. 31.900. Con này là đời 2019 hả? Đó, biển số 60 ha. Thì ở đây thì nói chung là mấy dòng xe này thường là góp không đồng, không cần trả trước hết cho mọi người, chỉ cần mang theo chứng minh thôi. Mọi người xem thì mọi người chú ý á. Rồi tiếp tục một con nữa là Ed nữa nè mọi người. Đó, Ed cũng đèn led ba khoang tem xanh. Mới cập bến xong cả nhà nhé. Xe này đẹp lắm. Biển số 64. Ba mốt triệu chín hả? 31.900 nha mọi người. Rồi. Rồi. 150. Nhưng mà con này khả năng là cơ chế là sẽ cho em nó một bộ áo full ý. À, lên full ý màu đen hả? Màu đen. Này vàng nó hơi bị ói đúng không? Nó bị trời. Có dán keo đấy. Nó dán keo. Lột mà chưa có cái keo này mọi người, chưa lâu keo á. Con này đời nhiêu anh? Biển số 61. Giá con này nhiêu anh? Bao nhiêu? 59.9 triệu. 150 nha. Rồi tiếp tục lại là SH nữa mọi người. SH thì nó về liên tục. Con này cũng 150. À 150 luôn. Chuẩn chưa? Xe còn rất là ok. Biển số 61D luôn. Cuối 2015 2016. Cầm cho gấu anh. Con này giá sao anh? Con này lên ốp ý nó đẹp lắm anh. Màu này 659. Form này mà ốp ý hơi bị đẹp ạ. Rồi. Trong nhà như có Novik. À, Grander này, bao nhiêu này? À, con này 19 triệu không? Con này 19 triệu 9. 19 triệu 9. Đó, hàng mới về nha mọi người. Rồi, con này Grander. Grand, con này thì đang bọc yên hả? Yên. Vấn đề gì này nhá? Xe còn rất là đẹp. Đang bọc cái yên nha mọi người. Con này quay luôn máy cho mọi người, đầu bò. Máy xe máy zin. Con này là 18 triệu 900 nhé. À, 18 triệu 900. Đang bọc cái yên lại thôi. Nếu biết con này gọi là mình nghĩ là theo mình nghĩ á, lâu giờ mới thấy con này đẹp màu này. Ủa màu này nó dán ói mà anh, màu chrome à? Dán chrome. Hàng này anh chị và các bạn nào mình thích thì mình mua liền nha. Con này cũng có đâu anh mọi người ơi. Con này odo có mấy ngàn thôi, xe 2018. Con này đẹp mà. Con này là 155 ABS luôn kìa. Còn bọc keo luôn à? Ghê à? Bọc keo này mọi người. Xe còn mới lắm. Đó, 25 triệu 9. Đường số 95. Rồi, Liberty S nè. Liberty S này là... Con này là... Con này biển số 57 à? Biển số thành phố. 27 triệu 900. 27 triệu 900. ABS. Rồi, qua con này cho anh. Cái nữa. Còn tích copy này, con này 35.900 này này nhé. 35.900. Đó, sau copy đi rất là sướng nha. Rồi, click giá rẻ trong kia nữa kìa.
Rồi. Con Click này chỉ có 10 triệu 900 thôi, xe đẹp máy êm. Máy thực chất. Mấy đó, 10 triệu 900 thôi. Điện số 93. Rồi sẵn đầu viết luôn cho anh em dễ lựa chọn ha. Con đen nhám là 259 đấy. À, 25 triệu 9 cũng là 155 luôn nha mọi người. Điện số 67 ha. Rồi. Con xanh này thì 26 triệu 9. Xanh nhám. Xanh nhám rất là đẹp. Điện số 70. Đó. Cùng, ngoài ra thì AB đầu bò này 14 triệu 900 một chiếc. À, 14 triệu 900 một chiếc. Đó là mình vừa lướt qua cái lô xe hôm nay nó mới về. Các bạn nào mình muốn mua dòng nào thì mình chịu khó mình liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Trị An, Bình Dương, số điện thoại là 0923 71 và tư quý 8 hoặc 058 78 ngũ quý 9 nha mọi người, là 5 số 9 nha mọi người. Đó. Bữa nay có đuổi được con nào với nó anh? Đó, anh em nào mua thì tới á, mình thấy các bạn mình lướt ra dòng thì mọi người thấy cái rừng xe như thế này á, nó toàn là hàng mới về nha mọi người. Rồi chắc là mình kết thúc clip nha, có gì anh em mình alo với anh Thắng để ủng hộ. Ok.